Vào ngày 13 tháng 1 năm 2024, sự kiện cuối năm lớn nhất làng giải trí Hoa ngữ, đêm hội Weibo 2023 do Sina tổ chức đã chính thức được diễn ra với sự đổ bộ của dàn sao nức tiếng như Dương Mịch, Đương Yên, Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Dương Tử, Địch Lệ Nhật Ba, Triệu Lộ Tư, Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc. Sau đêm hội, dân tình bắt đầu có thời gian và tư liệu để thảo luận nhiều hơn về những sự việc diễn ra trong suốt đêm hội Weibo 2023 và vô tình phát hiện ra hành động đầy đồng điệu tâm ý tương thông của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, couple có lượng fan hùng hậu và nổi bật màn ảnh nhỏ suốt nhiều năm qua kể từ ngày Trần Tinh Lệnh lên sóng. Theo đó, trong khi diễn ra hoạt động các ngôi sao ký tên tại bức tường đã được ban tổ chức sắp xếp, Vương Nhất Bác là người tới ký tên đầu tiên, sau đó mới đến Tiêu Chiến. Trùng hợp thay, Vương Nhất Bác lại chọn đúng vị trí phía trên hình trái tim và nốt ruồi mà Điền Hi Vi vẽ từ trước. Đợi tới lượt Tiêu Chiến, sao nam Ngọc Cốt Giao không cần suy nghĩ quá nhiều mà ký tên ngay bên cạnh chữ ký của Vương Nhất Bác. Hành động này của couple Bác Quân Nhất Tiêu khiến fan couple đứng ngồi không yên, cảm thấy vô cùng thích thú. Netizen đào lại khoảnh khắc ký tên của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, vô tình soi được hành động mờ ám của hai đỉnh lưu xứ Trung. Theo fan couple giải thích, nốt ruồi bên cạnh trái tim mà Điền Hi Vi đã vẽ có liên quan tới Tiêu Chiến. Ấy thế mà Vương Nhất Bác bao nhiêu chỗ trống không ký lại chọn ngay gần chỗ trái tim và nốt ruồi đó. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lần đầu hợp tác trong bộ đàm mỹ Trần Tình Lệnh lên sóng vào năm 2019. Bộ phim đã giúp tên tuổi hai sao nam gia nhập hàng ngũ đỉnh lưu chỉ trong một thời gian ngắn. Không chỉ riêng bộ phim gây sốt màn ảnh trong và ngoài đại lục suốt từ ngày này qua tháng nọ, mà bản thân Tiêu Chiến vai Ngụy Vô Tiện và Vương Nhất Bác vai Lam Trạm cũng xuất hiện dày đặc trên các trang mạng xã hội và phương tiện truyền thông. Gần 5 năm trôi qua, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều đã đứng vững gót chân trong làng giải trí Hoa ngữ. Lượng fan, giá trị và tài nguyên đều hùng mạnh, khiến nhiều người phải đỏ mắt ghen tị. Song cũng kể từ khi Trần Tinh Lệnh hạ màn, một vài năm trở lại đây, dù mối quan hệ giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vẫn tốt, nhưng họ đã không còn tương tác thân thiết hay nhắc về đối phương trước giới truyền thông. Chẳng cần nói đâu xa xôi, suốt cả đêm hội Weibo 2023 diễn ra, cả hai chưa từng bị bắt gặp cảnh mặt đối mặt tương tác trực tiếp với nhau lần nào.